Tối ngày 20 tháng 9, rapper Bình Gâu xác nhận với tuổi trẻ online đã tự ẩn tất cả video nhạc trên kênh youtube của mình, bao gồm ông bà già tao lo hết, lái máy bay, bốc bắt họ, trơn, quan hệ rộng. Khi được hỏi lý do ẩn các video có liên quan đến việc bị đài truyền hình Việt Nam phản ánh dung tục, phản cảm gần đây, Bình Gâu từ chối chia sẻ thêm. Hiện tại, trên kênh youtube của Bình Gâu chỉ còn một video của bản rap mới nhất, đừng bắt anh hứa. Đây không phải lần đầu tiên đài truyền hình Việt Nam nhắc đến âm nhạc, MV của Bình Gold trong chương trình văn hóa. Năm 2020, nam rapper từng được nêu tên trong chương trình Thời sự Toàn cảnh khi nhắc đến các nội dung phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, đặc biệt là trẻ em. Con tôi đang chơi với các anh họ trong nhà thì bỗng dưng cả đám hát bài ông bà già tạo lo hết. Những hình ảnh, clip đó không phù hợp với lứa tuổi của con tôi, một phụ huynh nói trong chương trình. Năm 2020, sau bản tin của Đài truyền hình quốc gia, Bình Gâu đã từng đăng một tâm thư lên trang cá nhân. Rapper viết, Thật sự là mình chỉ muốn làm nghệ thuật, ước mơ làm được rap Việt như rap Mỹ và mình đã cố gắng làm điều đó. Không biết là nó đến đâu rồi nhưng bây giờ chắc mình sẽ phải suy nghĩ lại mục tiêu này. Sau này các bạn không còn thấy những sản phẩm kiểu như tôi vẫn làm nữa thì mong các bạn hiểu. Bình Gâu tên thật là Vũ Xuân Bình, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Rapper được nhiều người biết đến từ MV Bốc Bát Họ, từng kết hợp với một số rapper đàn anh và ca sĩ khác. Bình Gâu được theo trường phái Mumble Rap. Các bản rap, MV của Bình Gâu nói trên đều có nội dung liên quan đến tình dục đời sống ăn chơi ca từ ám chỉ gợi liên tưởng hoặc nhắc trực diện đến tình dục đài truyền hình việt nam nêu đích danh mv ông bà già tao lo hết cho là cổ suý lối sống không phù hợp